Ok, thế thôi mình nhá, cho mỗi cái trả lại thì của mình. Rất nhiều anh em này có hỏi là nếu mà trong cái trường hợp mà mình nỡ bẻ bệt thì mình sẽ phải làm như thế nào? Mình sẽ lên đánh ra làm sao, đúng không? Đánh như thế nào? Thật sự là chuẩn. Thì ngày hôm nay thì nói chung là cũng đơn giản thôi. Thì mình sẽ vào, mình hướng dẫn luôn cho anh em là làm thế nào. Làm sao để mình có thể gọi là bắt được cái con cầu, quả kèo cho nó gọi là chính xác nhất có thể, đúng không? Rồi, thì con này mình đang chạy là 2112 thì mình sẽ làm luôn một con tài nhá. Nói chung là cầu kèo thì rất nhiều anh em là hay bẻ cầu này, hay là gọi là không theo cầu. Thì nếu mà trong cái trường anh em bẻ mà nó gãy liên tục, không ăn được tay nào, nhưng mà lúc đấy mình vẫn đang có lời, thì mình sẽ làm như thế nào? Đó. Thì cứ từ từ đã, để xem ra làm sao. Con này ở đây mà gọi là ok một cái thì lại ngon, chứ còn nhiều khi mà gãy ra thì thôi, đúng là hơi ối rồi đấy. Là cứ bình tĩnh, tự tin và không cái cú là được nhé. Chứ còn nhiều khi mà gãy ra thì thôi, cũng hơi dở nhỉ. Nên là xem thế nào. Cầu kèo thì nói chung là cứ bình tĩnh thôi thì nó lên, chứ còn nhiều khi mà gãy ra thì hơi hỏng, đúng không? Nên là rồi, như con cầu này thì ở đây thì lại tiếp tục đi, mình sẽ nghiên cứu tiếp. Con này thì đang đi như vậy thì mình lại làm thêm một tay nữa, đánh thêm con xỉu nhá, 5 lít thôi. Nói chung là tầm này thì đang bẻ thì lại phải từ từ, không thể vội được, bạn vội là hỏng đấy. Con này gọi là ok, cầu kèo mà đúng bài thì lại ngon luôn, chứ còn nhiều khi mà gãy ra thì hơi dở. Rồi tiếp tục thì tầm này ở đây thì làm một con gì ạ, làm thêm một con xỉu nữa, đúng không? Thì nếu mà cầu này đúng thì khả năng là nó sẽ còn nguyên, còn nhiều khi mà gãy ra thì thôi, đúng là ối rồi rồi. Ừ, rồi ok mà cầu kèo ở đây thì lại ngon, cứ tưởng gãy đi còn lâu mới gãy, cầu này mà bảo gãy mơ đi, đang đi đẹp bên này mà gãy gãy làm sao được anh em, quá ổn luôn. Đấy, nói chung là mình cứ đánh từ từ thoải mái lên thì nó sẽ lên, còn nhiều khi mà mình đánh không cẩn thận ấy, nó lại gãy ra thì lúc đấy là không ai cứu nổi đâu. Rồi tục thì con này ở đây thì vẫn đang còn cầu này, còn cầu là còn thở là còn gỡ, đúng không? Mình sẽ lại gỡ lại thôi. Đấy, nói chung là cứ từ từ đánh, không vội đâu ạ, đánh mà vội thì hỏng ngay. Chứ còn nói chung là mình cứ đánh bình tĩnh thôi, thật từ từ là nó sẽ lên, còn không không gãy thì ngon. Lên để xem làm sao đây. Bọn này ở đây thì nếu mà đúng mà ra được con xỉu nhá thì ok luôn, còn nhiều khi mà lại gãy ra một cái thì cũng toàn. Nhưng là đấy, cứ từ từ đi để xem làm sao. Con này mà lên được ok thì ngọt nước ấy mà, chứ còn nhiều khi mà gãy ra thì đúng là toàn. Rồi tiếp tục thì con này ở đây thì đi như vậy thì lại làm thêm một con xỉu nữa, đúng không? Con xỉu này thì ở đây xem nào, ở đây cứ như vậy thì lại căng phết đấy thôi. 213 thì chắc là vẫn bẻ thôi. Nói chung là nhiều khi mà bẻ mà không được thì lúc đấy mình tính sau nhau nhé. Nào để xem sao đây, con này nói chung là đi ok thì hợp lý thôi, chứ còn nhiều khi mà gãy ra thì hỏng hỏng hẳn luôn đi bạn. Nên là thôi cứ bình tĩnh đi, xem lên đến đâu thì đến, gãy ra thì lúc đấy thì lại cũng lại căng. Mà nhiều khi là cầu này mà gọi là gãy ra thì cũng có thể, nên là mình sẽ tạm thời là bỏ đi để xem có 214. Nếu con này 214 thì mình sẽ bẻ nhé. Xem làm sao đây. Úi giời ơi, còn là đúng 214 anh em ạ. Cầu này bắt đầu làm ban ti căng ở đây. Có vẻ là hơi dở anh em ạ. Rồi, tiếp tục con này thì lại có một con gì ạ? Lại có một con xỉu, đúng không? Cũng hơi căng căng. Rồi, mình sẽ bẻ luôn, đúng không? Để xem như nào. Con này ở đây thì
Quả là gãy ra phát thì cũng ối rồi đấy ạ. Thế là thôi, cứ từ từ đã, để xem như nào. Quả này ở đây thì lên ok đây, thì đẹp luôn, chứ còn nhiều khi mà gãy ra phát thì ối rồi thật đấy ạ. Nhưng mà thôi, quả này ở đây mà quả là ổn phát ra thì ấy luôn. Nào, để xem sao đây. Con này anh nghĩ ăn không? Mình nghĩ không lại. Ui, nổ luôn cả hũ này. Mất luôn cái hũ điều ấy nhờ. Đấy, nói chung là tầm này thôi đấy. Khả năng là làm lốt một tay, bẻ không được nữa thì nghỉ thôi. Chấp nhận số phận đấy ạ. Khẩu nó bệt kinh quá anh ạ. Đó, quả này để xem thế nào. Con này nói chung là lên ok, cầu kèo mà đúng nữa thì lại lại bú được con xỉu lại thơm. Còn con cầu kèo mà lại gãy ra thì lúc đấy nó cũng đó cũng hơi ối rồi, á rồi à, ối rồi nào, để xem nào này. Con này nói chung là đi ok này, cầu kèo mà đúng này thì lại là còn gì bằng đúng không? Còn nhiều khi mà gãy ra thì thôi, dở luôn đi ạ. À, cứ bình tĩnh đi. Xem thế nào. Nói chung là cầu này thì chắc là nói là trượt thì cũng khó trượt ạ. Để nhà một con xỉu nhá. Để xem có đúng xỉu hay không. Con này mà đúng xỉu ok thì ngon. Nhưng mà không phải nữa thì thôi nghỉ. Úi dồi ôi. 246 ấy. Vậy thì thôi. Con này ở đây thì lên đúng ấy, thì cũng đẹp. Chứ còn vậy thì khả năng là gãy ra thì thôi. Dở luôn em ạ. Nên thôi nhá. Tập này thì chắc là mình cũng sẽ nghỉ thôi. Không tham nhiều đâu em ạ. Tham nhiều nữa đánh ra gãy nữa thì cũng chết đòn ấy. Nên là anh em nhớ giúp mình nhé. Nếu mà anh em bẻ bệt tầm 4-5 tay rồi vẫn không ăn được mà kể có lời hay không thì cũng nên nghỉ nhá. Đấy, nhớ giúp mình đấy. Ok chưa? Rồi thì giờ mình sẽ nghỉ luôn. Chúc anh em là bắt cầu gặp những người cầu bệt không bị cháy tài khoản nhé. Bye bye anh em.